Xin chào các bạn, đầu tiên thì xin lỗi các bạn tại vì hôm nay mình edit video ở chỗ nó hơi ồn một chút xíu. Hôm nay thì mình đã hỗ trợ mở khóa thành công một cái Apple Watch cho một em gái ở bên Quảng Ngãi hay Quảng Trị gì đó, Quảng Trị. Và tại sao mình mở được thì rất là may mắn, em mới là mua hàng chính hãng của bên FPT Shop và em mới có xin được một cái hóa đơn giá trị gia tăng. Thì như mình nói, mình có thể hỗ trợ các bạn mở khóa cho Apple Watch từ xa với điều kiện các bạn phải có hóa đơn mua hàng từ các cái cửa hàng bán hàng ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam. Thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tra cứu, hoặc khi các bạn mua hàng sách tay ở bên Nhật, bên Mỹ, bên Hàn Quốc, ở đâu cũng được, nhưng mà miễn là phải mua ở Apple Store và nhớ giữ lại hóa đơn, hoặc ít nhất là mình sẽ có thói quen chụp hình hóa đơn lại nha. Đó, thì toàn bộ cái quy trình mở khóa từ xa cho em gái này là mất khoảng 3 ngày. Mình hỗ trợ cho em ấy từ hôm tối mùng 6 tháng 5 thì đến hôm mùng 9 tháng 5, tức là sáng nay này khoảng 3 giờ sáng, thì mình có nhận được một cái email của Apple là đã tiến hành gỡ cái tài khoản iCloud ra khỏi cái Apple Watch của em ấy rồi. Và bây giờ thì em ấy hoàn toàn có thể kết nối lại với cái iPhone mới một cách rất là dễ dàng. Đây ạ, mình gửi, mình gọi điện cho tổng đài 1800-1127 của Apple và nhờ hỗ trợ. Sau đó thì mình yêu cầu họ gửi cho mình một cái đường link để mình có thể gửi cho họ cái hóa đơn mua hàng. Thì chỉ trong một thời gian rất là ngắn, khoảng 2 ngày làm việc từ mùng 7 tháng 5 đến sáng mùng 9 tháng 5, chưa đến 2 ngày luôn nha, tức là khoảng tầm 30-40 tiếng thôi, chưa được 2 ngày nữa thì họ đã phản hồi lại cho mình và họ đã mở khóa thành công cho cái thiết bị đồng hồ này rồi. Có rất nhiều người hỏi mình là có mở được khóa cho Apple Watch của họ hay không, thì mình xin trả lời là mình chỉ mở được đối với những hàng chính hãng, là những hàng các bạn mua ví dụ ở các trung tâm ủy quyền của Apple như là FPT Shop này, hay App Studio này, hay Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh này, Điện Thoại Siêu Rẻ.com này, hoặc là Nguyễn Kim, rồi Mobile World, rồi rất nhiều các cái cửa hàng ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam. Thì để làm được điều này, các bạn cứ vào trang web giúp mình là apple.com/vn/buy. Đó, sau đó các bạn đánh khu vực mà mình đang sinh sống vào đó thì nó sẽ hiện ra cho các bạn cái store gần nhất mà có bán hàng chính hãng. Thì chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc là làm thế nào để cho cái Apple Watch của họ không có cái iCloud. Thì để làm được điều đó, trên cái iPhone của các bạn sẽ phải gỡ kết nối với cái đồng hồ trước, sau đó thì trên đồng hồ các bạn mới ấn xóa cài đặt, khởi động lại thiết bị từ đầu nha, thì lúc đó nó mới có thể thành công được. Nhắc lại nha, bước thứ nhất là mình sẽ gỡ kết nối ở trên ứng dụng Watch ở trên cái iPhone của các bạn đã sử dụng, sau đó thì các bạn mới vào phần cài đặt trên đồng hồ và để xóa đồng hồ đi, thì lúc đó cái đồng hồ các bạn nó mới không bị dính iCloud. Rất nhiều cái trường hợp mà đến nhờ sự giúp đỡ của mình đa phần là mua hàng từ đâu ạ? Từ trên các cái trang web chợ tốt này, Nhật Tảo này. Tuy nhiên thì họ lại không có xem hàng thực tế, họ không có kết nối với cái điện thoại của họ trước, mà họ mua hàng về xong rồi họ mới kết nối, thì lúc đó mới phát hiện ra là cái đồng hồ đó đã bị dính iCloud và liên hệ với chủ cũ thì không có được. Mình đã từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi và mình chỉ hỗ trợ được cho các bạn những cái đồng hồ chính hãng mà thôi nha. Anh em có nhu cầu thì vui lòng add số Zalo của mình là 0938056997. Mình sẽ hướng dẫn anh em một cách rất là nhiệt tình và không có thu phí gì hết nha. Và nếu như anh em cảm thấy cái channel của mình có ích thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình để mình có thêm động lực, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ cho các bạn trong những cái vấn đề khác nữa. Ngoài ra thì mình có thể hỗ trợ cho các bạn mở khóa cả iCloud trên iPhone với điều kiện là hàng đó là hàng chính hãng và không phải hàng ăn cắp ăn trộm, không có báo lót mốt, không có nợ cước gì nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.